Thưa quý vị, bánh khọt vốn là món ăn dân dã mà mọi vùng miền đều có. Thế nhưng tại thành phố biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, bánh khọt còn trở thành đặc sản với hương vị không thể lẫn vào đâu được. Bánh khọt Vũng Tàu, niềm tự hào trong văn hóa ẩm thực của phố biển sẽ được ghi nhận trong chương trình hôm nay. Bánh khọt Vũng Tàu có từ bao giờ? Chắc chắn đã có từ rất lâu, ngay trong mỗi gia đình người dân địa phương. Thế nhưng, để trở thành đặc sản thì theo nhiều người sành ăn, quán bánh khọt Bà Hai trên đường Trần Đồng là một trong những nơi đầu tiên định danh cho bánh khọt Vũng Tàu. Theo lời kể của anh Lê Văn Hùng, con trai cả của bà Hai, mẹ anh bắt đầu bán bánh khọt từ năm 1979. Lúc đầu, bánh khọt Bà Hai chỉ là món ăn điểm tâm và khách hàng là những người trong xóm. Nhờ bí quyết chế biến bánh thơm, ngon, quán bánh khọt Bà Hai dần dần được nhiều người biết đến. Đến nay, thành phố Vũng Tàu có vài chục quán bánh khọt, mỗi quán đều có cách chế biến riêng. Trong khi bánh khọt Bà Hai vẫn làm theo cách truyền thống, từ cách pha bột, đổ bánh, đặc biệt là vẫn dùng lò than để làm bánh, chứ không sử dụng bếp ga như các quán khác. Mình phải đổ chờ nó chín nè, rồi chờ nó vàng nè, rồi mới cậy. Còn cái thứ hai là chỗ mình là đổ bằng than, đó, nó lại chậm đi. Tại vì mình hồi xưa giờ mình đổ truyền thống bằng cái lò than đi, thì cái lò than nó dĩ nhiên nó phải ngon hơn cái lò ga là cái chỗ đó. Tôi là khách du lịch ở trên Sài Gòn xuống, và qua các mạng xã hội rồi Facebook rồi dân địa phương ở đây thì tôi biết là quán bánh khọt Bà Hai này rất là nổi tiếng và khá là ngon, nên lần nào xuống là tôi cũng ghé vào đây để dùng. Những người gắn bó lâu năm với nghề làm bánh khọt ở Vũng Tàu lưu truyền, bánh khọt xuất hiện tại Vũng Tàu bắt đầu từ những lưu dân vùng Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa khi vào Vũng Tàu lập nghiệp đã mang theo món ăn truyền thống của cha ông, rồi dần thay đổi cách làm, hương vị cho phù hợp với nguồn nguyên liệu sẵn có ở miền quê mới. Bánh khọt ngon, quan trọng nhất là khâu pha bột. Bột gạo sau khi xay được pha với nước theo tỷ lệ nhất định. Nếu bột pha đặc quá, bánh sẽ đặc, bở, còn nếu bột lỏng quá thì bánh sẽ mỏng, không dẻo, không ngon. Đổ bánh khọt như thế nào để được vàng đều, giòn ngon, đòi hỏi sự khéo léo của đôi bàn tay đầu bếp. Bánh khọt thường được ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt, các loại rau, cải xanh, xà lách, tía tô, diếp cá, rau thơm, đu đủ và cà rốt thái sợi. Tất cả những hương vị từ bột gạo đến tôm tươi, nước mắm và các hương vị của rau xanh đậm chất biển tạo nên nét riêng khiến bánh khọt Vũng Tàu không thể lẫn với bất kỳ bánh khọt ở vùng miền nào và cả các món ăn khác. Tôi ăn ở đây thì cái hương vị rất là ngon, nên em cũng mong muốn là sao các du khách được biết đến bánh khọt ở Vũng Tàu mình, nó là một món đặc sản và tất cả các khách tới đây Vũng Tàu đều biết được cái bánh khọt mình ngon và giá cũng bình dân. Tôi ở Sài Gòn tới và tôi được bạn bè giới thiệu là quán ăn này rất là ngon nên là muốn đến ăn thử. Và khi mà tới đây thì cảm thấy là đồ ăn rất là vừa miệng. Năm 2012, bánh khọt Vũng Tàu càng nổi tiếng hơn khi được Tổ chức Kỷ lục Châu Á công nhận giá trị ẩm thực châu Á. Tháng 3 năm 2017, Cục Sở hữu Trí tuệ đã trao bằng bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu tập thể bánh khọt Vũng Tàu, để bánh khọt Vũng Tàu tạo thêm cho phố biển điểm nhấn, điểm nhớ và cho văn hóa ẩm thực phố biển có thêm một bản sắc rất riêng.